Hello, xin vui mừng chào đón tất cả anh em đã quay trở lại với video buổi trưa thứ bảy ngày 16 tháng 5. Bên em tiếp tục giới thiệu test thử một cặp loa bãi Mỹ do Mỹ sản xuất. Loa có tên là TV. Mã sản phẩm đầy đủ của loa là DJ55. Đây là một cặp loa bãi Mỹ do Mỹ sản xuất. Được thiết kế một bát 40, một chép kèn. Và giá của cặp loa TV DJ55 này có giá là 16 triệu đồng. Bên em test để gửi cho anh Lê Văn Hiền. Anh Hiền có địa chỉ ở Quy Nhơn, Bình Định. Vâng, 16 triệu đồng với một cặp loa bãi Mỹ do Mỹ sản xuất TV DJ55. Vâng, sau đây em test kỹ để gửi cho anh Nguyễn Văn Hiền. Vâng, anh Lê Văn Hiền. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm quý vị và anh em hãy liên hệ cho điện tử đám hoa theo hai số máy 0974 637646 và 0918249265. Trung tâm điện tử đám hoa địa chỉ tại thị trấn xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và 16 triệu đồng một cặp loa bãi Mỹ nha.